Kính thưa quý vị, dịp cuối tuần vừa qua, lễ trao giải Young Hollywood Award năm 2014 đã được tổ chức tại thành phố Los Angeles. Tại buổi lễ này, nam ca sĩ Justin Bieber đã được trao tặng giải thưởng Champ of the Charity dành cho hơn 200 điều ước mà anh đã thực hiện với Make-A-Wish Foundation. Justin Bieber đã đưa một cô bé tên là Grace đến tham dự buổi lễ và thậm chí còn cho cô bé lên sân khấu nhận chung giải thưởng với mình.